Vâng, xin chào tất cả anh em treo đô toàn quốc. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Và hôm nay xem tiếp tục lại đưa đến cho anh em lô hàng bầu mới về, gồm rất nhiều những bộ đèn hay, đẹp. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi em update đầy đủ nhất hàng trên kênh chính thức này. Xin cảm ơn tất cả anh em. Và thì hôm nay lên trước cho anh em một cặp loa bầu 501 series 4, một trong những model có thể nói là hết số của dòng series 501 và cũng là hay nhất, đẹp nhất. 501 series 4 sở hữu cho mình là một bát 25 cm và hai loa chép định hướng về hai góc cho cái chất âm nó khuếch đại lên rất là lớn, cũng như là như anh em đã biết với dòng Bose series thì là chuyên sử dụng bát từ 16 đến 20. Rất ít những dòng loa được sử dụng bass 25. Đấy là nói với bầu xịn. Còn với dòng 501 này thì bầu đã sử dụng cho lên đến cặp bass 25, nên là tạo ra âm trầm rất là hay, cũng như là cái khả năng khuếch đại của cái âm bass rất là lớn. Khi mà thùng hậu sâu, thiết kế hậu thùng hậu sâu với sử dụng bass 25 đó, thì cái chất lượng riêng của Bose, vì sao người ta lại không sử dụng cái bát 30, bát 40 những dòng loa khác. Thì thật ra trên thị trường rất nhiều những anh em hỏi về Bose tại sao không có bát 30, 40 thì em cũng giải thích luôn để anh em được biết, đó chính là Bose thiên về cái chất lượng bên trong côn từ cũng như là toàn bộ những cái linh kiện cao cấp để mà đưa đến cho người dùng cái chất lượng âm thanh tốt nhất, chứ không phải là to bát 30 40 thì bát nó mới là ầm 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 nó mới là hay đâu. Nếu mà người nào đã chơi bầu rồi thì người ta nghe vào cái sự tinh tế cũng như là một không gian gia đình với chất lượng bát từ 16 đến 20 25 đã đủ để đáp ứng rồi. Đó. Thì bầu 501 C4 sử dụng cho mình một bát 25. Vị trí đặt bát thì nằm ở đây. Tại vì đây là cặp mà chưa giật ê căng nên là em sẽ không tháo được cái ê căng ra để anh em có thể chiêm ngưỡng được tuyến loa bên trong. Đó, thì cái chưa giật ê căng này nó có hai nó có cái lợi thế và cũng như là có cái nhược điểm. Cái nhược điểm là rất nhiều anh em nào hỏi mua những cặp chưa giật ê căng này của em thì lại cứ muốn xem tuyến loa bên trong như thế nào. Đó là, thật ra nó là sự tò mò. Còn đâu mình là người chơi thì em cũng khuyên với cặp đẹp như này, mình nên tôn trọng cái sự nguyên bản. Vì thực ra tháo ra cũng chả giải quyết cái gì cả. Tháo ra trừ khi ấy, bất đắc dĩ kẻ như bọn em vậy. Bất đắc dĩ là điều gì? Đó chính là phải thay gân loa. Gân của nó bát sau mười mấy 20 năm chơi rồi, nó đã bị rão hoặc là nó bị bong cái đường keo ra, thì mình phải tháo ra để mình xử lý. Thì bắt buộc phải giật ghim. Còn đâu nếu mà đã là tuyến loa nguyên bản, toàn bộ ghim được bắn ở cái ê căng này thì nên để tôn trọng cho nguyên bản đó và để chơi thôi, anh em không nên tháo ra. Thì tháo ra, thứ nhất nó có hai trường hợp xảy ra, đó là tháo ra sẽ bị xô lệch những cái đường ê căng này, nó sẽ không còn đẹp như này nữa, đó, rất là phí. Đây là một cặp trùng series anh em nhé, trùng series và có ê căng là ê căng liền, chưa hề giật ê căng ra, nên là tuyến loa được đảm bảo với anh em là 100% rồi, không phải còn giờ 99 nữa. Khi mà đã được test hát tốt, mọi thứ đều hoàn hảo và sử dụng cho mình là thùng gỗ lạng, anh em có thể nhìn thấy này, cái chất lượng gỗ cũng như là toàn bộ đường vân đều rất là đẹp. Vì đây là cặp trùng series nên anh em có thể chiêm ngưỡng được cái tuyến loa rất đồng đều như là vân biếc mọi thứ này đẹp. 501 series 4 này với cái lớp lạng vân gỗ rất là đẹp. Chơi rất nhiều dòng 501 trơn cũng không thể có cái đường vân nó đẹp như thế này được. Đó. Và đây là phía sau loa. Lạng toàn bộ luôn. Đó. Đây là phía sau cặp loa này. Tổng thể trên và dưới này anh em nhìn đây. Đồng đều đẹp mắt, góc cạnh thành quách, sắc như dao gạo luôn. Phía sau loa cũng rất là đều. Đó.
vườn đẹp tuyệt vời luôn. Cặp này là một trong những cặp gần như là rất là đẹp. Em bán rất nhiều dòng 501 CD4 rồi nhưng mà chưa gặp cặp nào nó trùng CD đã là khó rồi. Với 501 CD4 là một trong những cặp rất khó để tìm được cặp trùng CD. Nhưng mà đây lại là một cặp trùng CD và chưa mở cái căng. Đây. Bắt một led bên phải, trở kháng 8 ohm và hai cọc loa phía sau âm dương. Và bâu có đề là 501 CD4. Và hàng này được sản xuất tại Framingham của Mỹ. Rồi, nên rất là đầy đủ rồi. Với số CD là 89203. Và trước bên này là chiếc right, tức là chiếc bên phải 501 CD4. Và part 2 right với số CD là 89203, một cặp được mua cùng một thời điểm do chính một chủ sở hữu. Rất là đẹp. Cái màu vân gỗ này rất là nổi, như em nhìn thấy này, rất là nổi bật khi mà anh em có thể setup đặt ở trong không gian phòng mình để chơi cả nghe nhạc. 501 CD4 thì được sử dụng cả hai mục đích, đó chính là karaoke gia đình cũng như là nghe nhạc gia đình, đều rất là hay và rất dễ ghép âm ly đó. Ok, thì sau đây em sẽ test một đoạn nhạc bolero để anh em nghe và test cùng em cặp loa 501 C4 trùng C đẹp xuất sắc như thế này. Xin cảm ơn tất cả anh em. Làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu bàn tay nắm ngón mưa xa dịu anh trong tiếng thở đưa tiên anh đi vào đời mẹ Việt Nam ơi 20 năm ngắn lối rẽ đường về trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu bàn tay đón gió muôn phương bàn vào đời mẹ Việt Nam ơi ai chia ly tan tác cả Việt Nam mến yêu ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi con xin dâng xin hiến trọn cả đời.
Nam ơi ai chia ly tan tác cả trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu từng đêm ấp ủ trong tim từng đêm khẽ khẽ gọi anh nhớ thương em từng giờ mẹ Việt Nam ơi ai chia ly Việt Nam mến yêu ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi con xin dâng xin hiến trọn cả đời trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt trùng dương sông nước bao la trùng dương vang tiếng gọi ôi sóng thiêng em về trời mẹ Việt Nam ơi con xin ghi xin khắc nguyện trời làm cho mưa bay răng răng mây tím dệt thành sâu rừng thiêng đó âm u rừng thiêng vang tiếng gọi ôi núi thiêng em về nguồn mẹ Việt Nam ơi con xin ghi mẹ Việt Nam ơi con xin ghi xin khắc nguyện lời thề. Vâng, với gặp mà bầu 501 C4 trùng seri và chưa giật e căng đẹp xuất sắc như thế này, em nào yêu thích hãy điện trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng là 0908 325 777. Số em có địa chỉ tại 463 Nguyễn Huệ, thành phố Ninh Bình. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.